xin chào đón quý khán giả đến với chương trình Thế giới về ngày thời sự, chương trình tin tổng kết cuối tuần với Thái Bình và Tuyết Lê. Thưa quý vị, trong phần tin hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2013, hoạt động sóng điện cao trong não có thể là nguyên do gây ra kinh nghiệm cận tử. Núi lửa Indonesia phun khói cao 2.000 mét. Cô gái 16 tuổi Hannah Anderson ra mặt lần đầu tiên sau vụ bắt cóc. Usain Bolt đòi lại ngôi vị ông hoàng tốc độ. Và Michelle Obama phát hành album nhạc hip hop. Và sau đây Tuyết Lê xin gửi đến cho quý vị một bản tin rất dễ thương trong thế giới khoa học. Một loài động vật được khám phá. Các nhà động vật tại Viện Bảo tàng Smithsonian ở Washington DC cho biết hôm thứ Năm là đã khám phá ra một loài động vật có vú tên là Olinquito. Với con mắt to tròn và thân hình nhiều lông, Olinquito được mô tả bởi người phụ trách bảo tàng Smithsonian, ông Christopher Haugen, là một chùm lông hỗn hợp từ một con gấu teddy và một con mèo. Olinquito cùng họ với loại raccoon, tức là gấu trúc, và đến từ vùng núi Andes ở Nam Mỹ Châu. Chúng dài khoảng 2 feet rưỡi, nặng khoảng 2 pound và có khả năng ăn thịt, tuy thông thường chúng chỉ ăn trái cây. Khám phá ra một loài vật có vú là một điều hiếm có, và đây là lần đầu tiên trong 35 năm chúng ta có được cơ may này. Kính thưa quý vị, tàu siêu tốc chạy trong ống. Hyperloop là một hệ thống giao thông vận tải mới vừa được tỷ phú người Mỹ Elon Musk tiết lộ có đặc điểm ưu việt hơn các hình thức khác. Tỷ phú Musk hé lộ thông tin về dự án tàu Hyperloop vào hôm 12 tháng 8 vừa qua. Doanh nhân người Mỹ kỳ vọng dự án có thể đưa hành khách đi 563 cây số từ Los Angeles đến San Francisco chỉ trong chưa đầy 30 phút. Con tàu này có thể chở người và cả xe cá nhân. Theo mô tả thì hệ thống Hyperloop sẽ chuyển hành khách trong đường ống bằng nhôm với vận tốc lên đến 1.280 cây số trên một giờ. Chi phí cho tàu là 10 tỷ đô la Mỹ. Hyperloop sẽ không bị ảnh hưởng thời tiết bên ngoài như sương mù hay tuyết rơi hoặc là mưa lớn. Đường ống của tàu có cấu trúc đủ độ dày để không bị vỡ trừ khi động đất mạnh. Chân đế của hệ thống Hyperloop nâng cao ống lên không trung từ 45 cho đến 90 mét. Tàu siêu tốc của hệ thống Hyperloop sẽ chạy trên một đệm khí để giảm ma sát tối đa. Các nhà khoa học tạo ra những con thỏ phát sáng. Trong một phòng thí nghiệm ở trường đại học Hawaii, một số thỏ con đã được sinh ra với một đặc điểm hiếm có. Cơ thể của chúng có thể phát sáng trong bóng tối. Các khoa học gia đã đạt được kết quả này bằng cách trích DNA của những con sứa và phôi thai thỏ. Và khi thỏ mẹ sinh ra lũ con, cả 8 đều phát sáng trong bóng tối. Mục đích của nghiên cứu không phải là để thỏa mãn sự tò mò của các khoa học gia, mà để tìm kiếm thêm những phương pháp chữa những bệnh di truyền nan giải. Nghiên cứu lần này cho biết là DNA, nếu được trích từ khi trong bụng mẹ, có thể trở thành một phần tử trong gen của động vật. Những con thỏ con hiện đang khỏe mạnh và bình thường, ngoại trừ khả năng phát sáng trong bóng tối. Và thưa quý vị, sau đây là phần tin đời sống và sức khỏe. Du khách đỡ đẻ cho cá mập. Nhiều nguồn tin tuần qua đã cho rằng một con cá mập không ngần ngại sinh con ngay trên bờ biển trước sự chứng kiến của nhiều hành khách du lịch ở một bờ biển thuộc tiểu bang Florida. Một ngư dân đã lôi cá mập dài khoảng 2 mét vào bờ. Sau đó nhiều người vây quanh lại để xem và họ bất ngờ khi tưởng rằng đã thấy có rất nhiều con cá con chui ra. Sau một thời gian vùng vẫy thì cá mập búa mẹ đã chết và các con cá con đã tự bơi về biển, không cần sự chăm sóc của cá mập mẹ. Một đặc tính của loài cá mập này. Tuy nhiên, sau khi các nguồn tin đưa ra câu chuyện này thì nhiều nhà khoa học đã liền đính chính, nói rằng con cá mập này rõ ràng là một con cá mập đực và không thể sanh con. Những con cá nhỏ bơi về hướng biển không phải là cá mập con mà hóa ra là cá remoras hay một loại cá ép thường bám vào những con cá lớn hơn để sinh tồn. Nhiều nguồn tin đã sửa lại những báo cáo của mình sau đó, nhưng đoạn phim này cùng với những lời giải thích không thật đã lan tràn khắp trên Internet. Hơn 100.000 người nộp đơn cho hành trình đến sao hỏa. Hơn 100.000 người đã nộp đơn cho Mars One, dự án đưa 4 người đầu tiên lên sao hỏa trong năm 2022. Tuy chính quyền Obama cũng có kế hoạch đưa phi hành gia lên sao hỏa trước năm 2030, tổ chức phi lợi nhuận Hà Lan quản lý dự án Mars One không những muốn đưa người lên sao hỏa, mà còn muốn họ ở lại suốt đời để xây dựng một xã hội nhỏ trên hành tinh đó. Mars One tuyên bố rằng chưa đầy một tháng từ khi công chúng được nộp đơn trong tháng 4, số người muốn tham gia đã vượt qua 78.000 người và đến nay đã đạt đến 100.000 người. Đây là một thành quả đáng kể vì giá tiền ghi danh là 38 Mỹ Kim một người tại Hoa Kỳ và có thể lên tới 73 Mỹ Kim tùy theo quốc gia.
Hơn nữa, chưa biết được là các người được tuyển chọn có chịu được độ phát xạ trên sao Hỏa hay không. Và gay cấn nhất là Mars One không hứa với các người tham gia là sẽ có ngày trở về. Thưa quý vị, núi lửa Indonesia phun khói cao 2.000 mét. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng sau một ngọn núi lửa phun trào ở Indonesia, kéo theo việc giới chức địa phương cấm người dân không được lại gần 3 cây số quanh ngọn núi. Ngọn núi lửa Rokatenda trên đảo Palui, Indonesia đã phun trào tạo ra một đám mây khổng lồ cao đến 2.000 mét. Những nỗ lực cứu hộ địa phương đã tỏ ra rất khó khăn bởi khu vực này còn rất nóng. Núi lửa bắt đầu phun trào vào rạng sáng hôm 10 tháng 8 và kéo dài gần 4 giờ đồng hồ. Các nhà chức trách đã sơ tán gần 3.000 người. Những người tìm kiếm đã phát hiện ra 3 người chết trong độ tuổi từ 58 đến 69 và 3 trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 8. Họ đã bị nhấn chìm dưới dòng nham thạch nóng chảy khi đang ngủ trên bãi biển Phunchi. Dòng dung nham nóng chảy đã đốt cháy cây cối xung quanh bãi biển và làng mạc, khiến cho đội cứu hộ khó khăn khi tiếp cận với khu vực nơi các nạn nhân bị thiệt mạng. Indonesia có hơn 17.000 hòn đảo và hàng chục núi lửa hoạt động trên các đường đứt gãy kiến tạo, được gọi là vành đai núi lửa giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Những hoạt động sóng điện cao trong não có thể là nguyên nhân gây ra kinh nghiệm cận tử. Một nghiên cứu mới đây cho biết rằng những sóng điện não của những con chuột đột nhiên nổi dậy khi gần chết, và đây cũng có thể là nguyên do con người có những kinh nghiệm cận tử. Những người suýt chết thường kể lại những kinh nghiệm thoát xác, gặp gỡ những người thân quá cố, nhìn thấy những luồng ánh sáng, vân vân. Người dẫn đầu nghiên cứu, bác sĩ Jimo Borjin của Trường Đại học Michigan cho biết là ngược lại với quan niệm của nhiều người, khi đang chết, não của con người có nhiều hoạt động hơn cả những lúc tỉnh táo. Chính con chuột trong thí nghiệm đã có những hoạt động sóng não nâng cao trong vòng 30 giây sau khi tim ngừng đập. Bác sĩ Borjin lý luận rằng não của con người cũng sẽ có những trải nghiệm tương tự, dẫn đến những kinh nghiệm cận tử được kể lại bởi nhiều người thoát chết. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Garden Grove kiểm tra DUI và bằng lái tối 20 tháng 8. Cảnh sát Garden Grove sẽ đặt trạm để kiểm tra người say rượu lái xe hay còn gọi là DUI và xét bằng lái xe từ 9 giờ tối ngày thứ Bảy 24 tháng 8 cho đến 3 giờ sáng hôm sau tại khu vực gần góc đường Chapman và Euclid, thông báo của cơ quan công lực này cho hay. Cảnh sát viên sẽ kiểm tra nồng độ rượu và bằng lái xe của người lái. Người vi phạm DUI sẽ bị ở tù, giam bằng lái, tăng tiền bảo hiểm, đóng tiền phạt và lệ phí, học lớp cai rượu và trả một số chi phí khác có thể lên đến trên 10.000 đô la. Trong năm 2011, thì gần 10.000 người đã bị thiệt mạng khắp Hoa Kỳ do các tai nạn liên quan đến người uống rượu lái xe có nồng độ rượu trong máu tương đương hoặc vượt quá 0.08%. Tại California, thì tai nạn giao thông liên quan đến DUI đã làm cho 774 người thiệt mạng. Theo Cơ quan Quản trị An toàn Giao thông Liên bang, kiểm tra DUI là hình thức tốt nhất để tránh tai nạn và giảm chi phí rất nhiều. Mỗi đô la chi ra có thể tiết kiệm được đến 6 đô la Mỹ. Trạm kiểm tra DUI có nhiệm vụ cảnh cáo những người uống rượu lái xe hoặc sử dụng thuốc có thể gây ảnh hưởng đến người lái và làm cho đường xá an toàn hơn đối với những nhân viên công lực và công chúng. Bộ cảnh sát Los Angeles mất một khẩu súng trường M16. Trong một diễn biến làm cho những cảnh sát trường đỏ mặt, Bộ cảnh sát Los Angeles đã đánh mất một khẩu súng trường M16, một loại súng thường được dùng trong quân đội Hoa Kỳ. Hơn nữa, khẩu súng đã mất tích từ tháng 2 năm nay, nhưng Bộ cảnh sát mới khám phá ra điều này gần đây. Cảnh sát trưởng phụ Todd Rogers nói rằng đây là một sự kiện xấu hổ và hối thúc các cấp trên lục soát mọi nơi để tìm ra khẩu súng. Chính phủ tiểu bang Cali đã tạm ngưng cung cấp vũ khí từ kho liên bang cho Bộ Cảnh sát LA đến khi khẩu M16 được tìm ra. Hiện nay, Bộ Cảnh sát tin rằng súng trường bị đánh mất vì sự sơ sót của nhân viên, chứ không phải là bị đánh cắp. Thưa quý vị, khi phần tin trở lại, Đảng Cộng Hòa quyết sẽ từ bỏ đài CNN và NBC nếu họ chiếu phim về Hillary Clinton. Xin quý vị đừng rời băng tần 57.3 của VNA TV.